Trang phục trong MV mới của Hỏa Minzy, tổng số 140 bộ, lên ý tưởng mất 2 năm. Đáng khen nhất là khá sát nguyên mẫu. Vắng bóng 2 năm rồi bất ngờ trở lại với Sinh Lờ, không thể sống cùng nhau suốt kiếp. Hỏa Minzy thực sự khiến người ta bất ngờ, không chỉ tiến bộ rõ rệt trong khoản thanh nhạc, mà MV này của cô cũng nhận được nhiều lời khen hết sức. Từ bối cảnh, nội dung đến từng chi tiết nhỏ đều được thể hiện vô cùng chỉn chu, đặc biệt là tạo hình, phục trang mô phỏng lại phong cách của Nam Phương Hoàng hậu thuở trước. Có lẽ phải dành nhiều lời khen cho ekip của Hỏa Minzy vì trang phục cho MV lần này được chuẩn bị rất xuất sắc. Từ bộ đại triều phục, áo dài, âu phục tới những phụ kiện như mấn, khuyên tai, vòng cổ đều được mô phỏng hoàn hảo từ phong cách ăn mặc trước đây của Nam Phương Hoàng hậu. Chia sẻ với chúng tôi, đạo diễn Kawai Tuấn Anh cho biết để chuẩn bị 140 bộ trang phục cho tất cả nhân vật trong MV, ekip đã phải liên lạc với 3 bên cung cấp trang phục. Cụ thể có Ỷ Vân Hiên cung cấp đại triều phục trong cảnh lễ cưới của vua và hoàng hậu cùng trang phục của một số người hầu cận. Anh Vekitna cùng chị Nguyễn Ngọc Hằng chịu trách nhiệm may lại hầu hết trang phục trong MV và nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình cung cấp trang phục cho các diễn viên quần chúng, bao gồm binh lính và đội đại nhạc. Tuy chỉ xuất hiện chóng vánh, nhưng bộ đại triều phục mà Hỏa Minzy diện trong lễ cưới của Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại cũng được thực hiện khá lâu. Họ phải tìm mua đúng loại chỉ vàng để thêu cho sát với nguyên tác. Ngoài ra, áo phượng bào được may đúng màu hỏa hoàng, cam hay mũ cửu phượng quan cũng được thiết kế khá giống trong lịch sử. Quá trình vận chuyển bộ đại triều phục này cũng hết sức chuyên chuyên. Đạo diễn Kawai Tuấn Anh kể lại, đêm trước ngày quay, chuyến bay của Ỷ Vân Hiên gặp mưa nên phải đáp xuống Đà Nẵng. Nghe tin đó, bên mình như muốn rớt tim, chẳng ai còn tâm trạng mà ngủ. Rất may là khoảng 2 tiếng sau, thời tiết ổn định lại nên họ lại có thể tiếp tục bay ra Huế, nên tiến độ ghi hình không bị ảnh hưởng. Quá trình chuẩn bị phục trang, anh Vekitna thú nhận mình đã mất tới 2 năm, tức là ngay sau khi dự án mới nhen nhóm bắt đầu, để nghiên cứu kỹ trang phục của Nam Phương Hoàng hậu trong lịch sử, cũng như tham khảo trang phục của các đàn anh, đàn chị trong nghề từng diện trước đó. Bản thân anh Vekitna thấy, trong số 50 bộ mình may, trong suốt 4 tháng qua, bộ nào cũng khá khó, vì công đoạn tìm được những chất liệu, hoa văn chuẩn xác, sát lịch sử, không phải là điều dễ dàng. Đây cũng là việc khiến anh đau đầu nhất. Có những set đồ, anh phải may đi may lại tới vài lần, chẳng hạn như set áo lụa đỏ, chân váy bút chì màu kem, anh Vekitna phải may tới 2 lần mới ổn. Còn chiếc áo măng tô Hỏa Minzy mặc, tái hiện cảnh Nam Phương Hoàng hậu, ra Hà Nội tìm chồng, cũng được may tới 3 phiên bản. Đặc biệt nhất, khó nhất có lẽ là chiếc áo choàng màu xanh Hỏa Minzy mặc trong phân cảnh du con. Vì áo phải được đính cườm dày đặc, theo gần đúng nhất nguyên mẫu chiếc áo của Nam Phương Hoàng hậu, riêng với item này, anh phải mất tới 1 tháng để hoàn thiện. Dù vậy, đây vẫn là mẫu áo mà cả anh Vekitna lẫn đạo diễn Kawai Tuấn Anh đều siêu tâm đắc vì nó vừa sang trọng, thanh tao mà lại vô cùng tỉ mỉ. Thế mới thấy, để chuẩn bị trang phục cho một MV vốn đã là điều khó khăn và để làm lại trang phục sát lịch sử, đúng nguyên mẫu thì còn thử thách hơn nhiều. Nhưng lạc quan mà nói, tất cả mọi công sức của ekip không thể cùng nhau suốt kiếp cuối cùng cũng được đền đáp vì cứ 10 người xem MV thì cả 11 người cảm thấy mãn nhãn vô cùng.